Đa sang là thuật ngữ tiếng Hàn dùng để chỉ một giải thưởng lớn. Danh giá được trao để công nhận những thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau như giải trí, âm nhạc và thể thao. Đối với các nghệ sĩ idol thì đa sang là một trong những danh hiệu cao quý nhất để minh chứng cho sự đóng góp nổi trội vượt bậc trong một năm hoạt động. Ta có thể kể đến một số giải đa sang nổi tiếng nhất trong làng giải trí Hàn Quốc trong lĩnh vực âm nhạc như Mnet Asian Music Awards, Seoul Music Awards, Golden Disc Awards, Melon Music Awards, Asia Artist Awards. Tuy nhiên, liệu đây có phải là thước đo chuẩn mực để đánh giá sự nổi tiếng và tài năng cho danh hiệu nhóm nhạc hàng đầu K-pop? SES Theatre Sister. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng những nhóm nhạc quốc dân được kể trên chưa từng có danh hiệu đa sang nào trong sự nghiệp, cho dù họ đã oanh tạc các bảng xếp hạng và được công chúng công nhận về danh tiếng lẫn tài năng. Và nói đến đây, có lẽ ta không thể không kể đến Blackpink, nhóm nhạc gây tranh cãi về vấn đề liệu có cần một đa sang để chứng minh vị thế của nhóm ở nền âm nhạc K-pop. Mấy bộ hãy theo chân mình cùng phân tích và đi tìm lời giải cho câu hỏi khó nhằn này. Giờ thì hãy đi go! Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi YG Entertainment và ra mắt vào năm 2016. Nhóm bao gồm 4 thành viên Jisoo, Jennie, Jose và Lisa. Họ được biết đến với sự pha trộn âm nhạc độc đáo giữa K-pop, hip-hop và nhạc dance điện tử EDM, đồng thời trở thành một trong những nhóm nhạc K-pop nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Tuy Blackpink không phát hành nhiều bài hát album, nhưng chất lượng hơn số lượng mỗi lần trở lại, họ đều được người hâm mộ cũng như các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt, quấy đảo các bảng xếp hạng trong nước lẫn quốc tế. Đúng vậy, bằng chứng là đến giờ album Born Being tại KD K-pop Shop của chúng mình vẫn đang được săn mua nha quý vị. Ngoài ra thì 4 cô nàng còn được biết đến với vai trò đại sứ của các hãng thời trang trang sức nổi tiếng xa xỉ bậc nhất thế giới như Chanel, Dior, LV, Celine, Bulgari, Cartier. Không chỉ phá đảo về mảng âm nhạc, nhóm còn mang lại các cú nổ truyền thông khi tham gia các sự kiện thời trang và các bài đăng phong cách thường ngày đậm chất Girl Crush trên Instagram. Tân binh khủng long. Ngay từ khi ra mắt, Blackpink đã thiết lập các kỷ lục khủng khiến cho fan hâm mộ lẫn công chúng phải suýt xoa. Nhóm còn được mệnh danh là tân binh khủng long khi lần lượt đạt BAK, Perfect OQ trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong nước và chiếm vị trí số 1 bảng xếp hạng Worldwide iTunes Album, được tạp chí Billboard vinh danh là một trong những nhóm nhạc K-pop mới xuất sắc nhất năm 2016. Hát Hương cũng đã chiến thắng được rỡ chiếc cúp âm nhạc đầu tiên chỉ sau 13 ngày ra mắt, thời gian ngắn nhất giành được cúp âm nhạc của một tân binh tại thời điểm đó. Nhóm cũng sở hữu lượt view khủng và mở ra thời đại stream MV hay còn được gọi là cày views YouTube qua hai bài hát debut Whistle và Bumbaya. Thành công rực rỡ là thế, tuy nhiên fan hâm mộ của nhóm đã vô cùng tiếc nuối khi nhóm để vụt mất danh hiệu Best New Female Artist tại MAMA 2016 khi đụng độ gà cưng IOI nhà Mnet. Top 3 Girl Group Gen 3. Mùa hè năm 2017, nhóm đã có màn tái xuất với ca khúc As If It's Your Last với giai điệu tươi sáng, sôi động khác hẳn với màu sắc Girl Crush trước đây. Quả nhiên không có gì có thể làm khó Blackpink khi nhóm một lần nữa ghi tên mình lên bảng thành tích. Ngay trong 24 giờ đầu ra mắt, MV đã nhận được phản hồi tích cực trên các nền tảng YouTube khi thu về cho mình hơn 13 triệu lượt xem, trở thành MV cán mốc 10 triệu view nhanh nhất trong lịch sử tại thời điểm đó. Bên cạnh đấy thì bài hát cũng được lòng người dân Hàn Quốc khi giữ vững vị trí cao trên bảng xếp hạng iChart, trở thành một trong những ca khúc đáng nghe nhất năm 2017. Nối tiếp những thành công rực rỡ sau 2 năm ra mắt, nhóm đã thu gom được nhiều thành tích tại thị trường âm nhạc tỷ dân QQ Music và lọt vào trending chart của nước Anh, có MV đạt nhiều lượt xem nhất trong 24 giờ với MV Du 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 Du. Với chiếc beat bắt tai độc lạ, bài hát đã càn quét các bảng xếp hạng nước nhà với 93 BAK và trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên lọt vào top 50 của Spotify. Trong năm 2019, Blackpink đã đem lại cú nổ truyền thông khi trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên ghi danh tại Coachella, lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Tưởng chừng với tuổi ngày non nớt, các cô gái sẽ rụt rè. Nhưng không, nhóm đã chinh phục khán giả bằng kỹ thuật hát live lẫn khả năng trình diễn bùng nổ, tạo ra các khoảnh khắc iconic và lượt trending và các hot topic trên mạng xã hội lẫn báo chí quốc tế. Cũng chính vì lý do bùng nổ ấy, cách đây không lâu, nhóm đã xác nhận sẽ quay trở lại sự kiện âm nhạc lớn nhất thế giới này với vai trò headliner vào tháng 4 năm 2023. Được đà xông lên sau Coachella, các cô gái đã thành công rực rỡ với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên qua 4 châu lục, châu Á, châu Âu, châu Đại Dương và Bắc Mỹ, đem về doanh thu cao nhất lịch sử cho một nhóm nhạc nữ K-pop.
Vào thời điểm 2017-2019, Twice, Blackpink, Red Velvet, cả ba được công chúng đặt lên bàn cân để chọn ra nhóm nhạc top 1 girl group. Có thể thấy Blackpink vô số lần vượt mặt hai đối thủ còn lại, song thiên thời địa lợi chưa nhân hòa với nhóm, khi đánh mất cơ hội nhận đe sang vì phải liên tục đối đầu với các đối thủ mạnh như EXO, BTS, Twice. Thế nên dù thành tích có khủng, nhưng Blackpink đành chịu xếp sau Twice vì không có cho mình một danh hiệu đe sang nào. Nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2020 có thể được xem là một năm đại thành công của nhóm khi có cú tái xuất ngoạn mục với ca khúc How You Like That trong album The Album. Hiện KD K-pop Shop cũng định nhập thêm The Album. Bộ nào quan tâm thì cứ inbox qua Facebook và Instagram nha. Album này không chỉ phá vỡ kỷ lục số lượng bán ra của một nhóm nhạc nữ K-pop mà còn phá vỡ kỷ lục Guinness về lượt xem trên YouTube và đạt top 1 tại 67 quốc gia vùng lãnh thổ thế giới. Bốn cô nàng còn có màn song kiếm hợp bích với hai nghệ sĩ nữ hàng đầu Lady Gaga với Soul Candy và Selena Gomez trong ca khúc Ice Cream, thiết lập kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bên cạnh những thành tựu về âm nhạc, các Blink còn được dịp nức mũi khi nhóm đảm nhận vai trò đại sứ các hãng thời trang hàng đầu và được mời tham dự Paris Fashion Week, sự kiện thời trang danh giá nhất thế giới. Bốn cô nàng luôn gây bão và luôn nguồn cảm hứng về mảng thời trang cho giới trẻ khi liên tục lọt top trending Twitter mỗi lần xuất hiện. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng vì đại dịch Covid-19, nhóm đã khẳng định phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi khi thành công ngoài sức mong đợi cho lần trở lại album thứ hai, Boy Band. Khi là nhóm nhạc nữ duy nhất trong năm 2022 đạt số 1 60 quốc gia tại bảng xếp hạng Worldwide Apple Music và số 1 54 quốc gia vùng lãnh thổ trên iTunes Album được tạp chí có chuyên môn Rolling Stone chấm 88/100 điểm, cán mốc 1 triệu bản ngay trong ngày đầu phát hành trên Hanjio. Hai bài hát Pink, Venom và Shutdown cũng viral trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok với các challenge nhảy theo nhạc. Hiện tại nhóm đang có chuyến đua diễn vòng quanh thế giới thứ hai trong sự nghiệp Bombing với sự tham gia của hơn 1,5 triệu khán giả đến từ khắp các châu lục khác nhau. Dù World Tour chưa kết thúc, nhưng giới truyền thông Hàn Quốc và quốc tế dự đoán cho rằng đây là World Tour có doanh thu cao nhất lịch sử đối với một nhóm nhạc nữ. Nhóm cũng vinh dự khi trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại concert từ thiện do đệ nhất phu nhân Tổng thống Pháp tổ chức tại Paris. Không chỉ làm tốt với vai trò là một nhóm nhạc, mỗi thành viên Blackpink cũng tự tạo được hào quang cho riêng mình khi được fan lẫn công chúng ủng hộ tích cực với mỗi màn solo của từng người. Jennie với solo, Jose với On The Ground, Lisa với La Lisa và mới đây chị cả Jisoo. Tất nhiên, KD K-pop Shop cũng đang nhận order album này mà còn ít slot lắm mấy bồ ơi, tranh thủ nha. Bốn cô gái với bốn màu sắc khác nhau luôn tạo ra các làn sóng thảo luận và những cơn sốt truyền thông mỗi khi trở lại, và chính các fan của nhóm cũng phải thừa nhận rằng thật khó để có thể so sánh độ tài năng lẫn nhan sắc của từng người với nhau. Bên cạnh trên YouTube sở hữu hơn 85 triệu subscribers, nhóm còn thống trị mạng xã hội Instagram, dẫn đầu về lượt follow và lượt tim trên Instagram tại giới giải trí Hàn Quốc, với các bài đăng kiếm ra tiền tỷ khi quảng cáo cho các thương hiệu thời trang trên cương vị danh hiệu đại sứ. Nhờ vậy mà các nhãn hàng sẵn sàng chi tiền tỷ để nhận được cái gật đầu từ YG và họ sẵn sàng dành cho các cô nàng những phúc lợi đẳng cấp nhất như chạy campaign cho các hình ảnh của thành viên để gia tăng giá trị thương hiệu, tặng quà cho cả nhóm vào mỗi dịp lễ sinh nhật, đặt phòng từ các khách sạn cao cấp cho mỗi đợt event ở nước ngoài. Ta có thể thấy rằng việc không giành được đe sang cũng là do nhiều yếu tố tác động. Trong đó, không thể không kể đến như thời gian quảng bá đụng trúng các đối thủ mạnh và sự vắng mặt của nhóm tại các lễ trao giải, chứ không phải là do âm nhạc của nhóm không chất lượng hay là độ nổi tiếng chưa phải hàng thật giá thật. Và có lẽ đến giây phút này cũng chẳng còn mấy ai quan tâm Blackpink đã có đe sang chưa. Những thành tích tài năng, những màn trình diễn đặc sắc, sức ảnh hưởng của nhóm đã trả lời tất cả. Blackpink đã làm được những điều hơn cả một người chiến thắng đe sang làm được. Nhóm đã vượt ra khỏi sân chơi của ao nhà Hàn Quốc và trở thành nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng nhóm cần có một danh hiệu đe sang để trọn vẹn cho bộ sưu tập thành tích của mình. Combo, bồ nghĩ sao về vấn đề này? Cảm ơn quý bồ đã xem hết video. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh Vẫn Quả Chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 19 giờ. Bye bye!